Kính thưa quý vị và các bạn, cổ nhân đã từng dạy, một con sói tham vọng muốn leo lên làm thủ lĩnh sẽ không bao giờ thách đấu. Thay vào đó, sẽ âm thầm giữ lực, quan sát nhất cử nhất động của bầy đàn, điểm mạnh và điểm yếu của từng con. Khi xác định được bản thân nắm chắc phần thắng trong tay, nó mới quyết định khiêu chiến. Xưa nay, một người làm nên nghiệp lớn đều biết nhẫn nhịn, hạ thấp bản thân, ẩn mình chờ thời. Khi thời cơ đã chín muồi mới tung đòn phản kích. Mỗi đường đi nước bước của họ đều được tính toán kỹ càng. Không đánh thì thôi, một khi đã đánh thì nhất định phải bách trúng bách thắng. Thế nên sống ở đời đừng ham cái mác thông minh tài giỏi, để rồi đắc chí làm càn. Bằng không, bạn sẽ chỉ là một kẻ ngốc, trở thành con cờ bị người khác thao túng, thậm chí rước họa vào thân. Sống trên đời không ít người thích khoe khoang phô trương thanh thế. Tuy nhiên, cuộc sống luôn có một quy luật. Người giàu sang thì khiêm tốn, còn người không có tiền lại nổ như pháo hoa. Sống đơn giản không phô trương chính là thượng sách của người thông minh, có thực tài và có thể làm nên nghiệp lớn. Nên nhớ, một tấm áo không thể làm nên thầy tu, vẻ bề ngoài của bạn thế nào không thể quyết định được tương lai của bạn. Tất cả phụ thuộc vào nội hàm tu dưỡng, tư duy và trí tuệ bên trong. Nên nhớ, thái độ của bạn với cuộc sống thế nào, thì tương lai phía trước của bạn cũng sẽ như vậy. Chúng ta thường nói rằng, tính cách quyết định số phận, quả đúng là như vậy. Nếu một người có những phẩm chất tốt, ví dụ như quả cảm, chân thành, thì cuộc sống của họ thường sẽ luôn quy về một kết quả có hậu. Ngược lại, nếu một người thường có những cá tính xấu, họ cũng sẽ tự tạo nên một cuộc sống tồi tệ cho chính mình, ví dụ như bị mọi người đều chán ghét. Người xưa dạy rằng, ra đường nếu gặp phải người có bốn đặc điểm sau đây thì nhất quyết không được xem thường, vì có thể họ đều là những con rồng đang ẩn mình, tương lai sẽ làm nên một phen đại sự, rất đáng để chúng ta học hỏi và nói theo. Biết tiến lên trong giông tố. Người trưởng thành trong nghịch cảnh sẽ càng kiên cường bất khuất hơn người lớn lên trong yên bình và nhung lụa. Hơn nữa còn sở hữu vận khí tốt hơn, dễ dàng có được hạnh phúc đến cuối đời. Người trải qua quá nhiều đắng cay sẽ rèn luyện được tinh thần mạnh mẽ. Cho dù tương lai phía trước có trắc trở đến mức nào cũng không bị quật ngã. Hơn nữa, vì đã chiêm nghiệm được nhiều điều trong cuộc sống, trái tim của họ trở nên bình ổn hơn rất nhiều, không còn dao động hay sốc nổi. Nhiều người cứ luôn than trời rằng cuộc đời của mình không thành công, không hạnh phúc. Thế nhưng thật ra cái chúng ta thua chính là quyết tâm của bản thân, chứ không phải ông trời hay số phận. Thành công không phải ngày một ngày hai mà có được, cầu vồng chỉ xuất hiện sau cơn mưa và bão tố. Sống trên đời phải biết tiến lên không ngừng nghỉ, sụp hố và vấp ngã cũng là chuyện thường tình. Điều quan trọng nhất chính là chúng ta có dám đứng lên để đi tiếp hay không, và cách bản thân nhìn nhận về thất bại. Mỗi người đều có tư cách và cơ hội để thay đổi số phận, lật ngược tình thế. Có quyết tâm chúng ta mới chiến thắng được khổ ải, có thể nếm được vị ngọt của hạnh phúc, khổ tận cam lai. Hành sự biết kiên trì và hy sinh. Thật ra tôi đã chứng kiến qua rất nhiều người thành đạt. Họ đều là những người luôn kiên trì trong mọi việc mà họ đã làm, đặc biệt là người biết cho đi. Những người này còn có những thành tích đáng nể hơn. Hầu như họ có thể kiên trì làm một việc trong nhiều năm. Thời gian mà họ dành ra để làm việc, đầu tư đều rất có kế hoạch. Vì thế, mỗi ngày trôi qua đều không hề lãng phí bất kỳ một giây phút nào. Do đó mà hiệu suất làm việc của họ rất cao, giữ họ luôn trong tinh thần nhiệt huyết tiến tới. Loại người này rất thích hợp để khởi nghiệp. Năng lực và sự kiên trì của họ có thể bù đắp cho một số khía cạnh, tài nguyên khác mà họ đang thiếu. Kiểu người này thường rất giỏi trong lĩnh vực kinh doanh hoặc trong môi trường công sở. Tôi có một số người bạn là doanh nhân. Lúc đầu họ đều rất nghèo, khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Người nhà cơ bản là không thể giúp được gì. Nếu không nhờ sự cố gắng phi thường của họ, mỗi ngày đều bỏ công sức như thể bán mạng, thì chắc chắn đã không có thành công như ngày hôm nay. Loại kiên trì này, người thường rất khó mà làm được. Và với năng lượng nhiệt huyết này,
ngay cả khi họ thay đổi ngành nghề thì họ vẫn sẽ làm tốt. Trên thực tế, cách sống của một người có liên quan trực tiếp đến khả năng làm việc của họ. Bất cứ ai có sự kiên trì hơn người, luôn sẵn sàng cố gắng, thường rất dễ thành công trong cuộc sống. Không có cuộc đời của ai là luôn thuận buồm xuôi gió cả. Càng không có ai sinh ra đã là rồng bay trên trời, có thể sống một cuộc sống không làm mà vẫn có ăn. Rất nhiều khi, chúng ta chỉ cách thành công đúng một bước rẽ, nhưng không ít người lại lựa chọn từ bỏ trước ngã rẽ ấy. Có một câu nói như thế này: điều xót xa nhất trên con đường thành công chính là bạn phải chịu đựng được sự cô đơn. Luôn sẽ có những đoạn đường bạn phải tự mình bước đi. Có thể quá trình này sẽ mất một thời gian rất lâu, nhưng nếu bạn vượt qua được nó, thành công cuối cùng rồi sẽ thuộc về bạn. Đời người khó tránh khỏi khó khăn thử thách, nhưng kẻ mạnh thực sự sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, mà họ sẽ ngày một trở nên mạnh mẽ hơn, biến những năm tháng vất vả thành quả ngọt. Đôi khi càng trải qua nhiều rồi, bạn sẽ càng hiểu ra được rằng trên thế giới này luôn có những thứ người khác không thể lấy đi được của bạn. Chẳng hạn như những cuốn sách mà bạn đã từng đọc, những phong cảnh mà bạn đã đi qua và cả những ước mơ khiến bạn từng bị chê cười. Chỉ cần sức lực của bạn đặt đúng nơi, chúng sẽ hòa vào làm một với bạn rồi trở thành thứ sức mạnh không ai có thể tước đoạt đi của bạn. Mắt nhìn người nhìn việc rất chuẩn xác. Trên thực tế, có một vài người dù tuổi tác có lớn nhưng vẫn còn rất hồ đồ, có nhiều chỗ vẫn còn rất non nớt. Tuy nhiên, cũng có một số người, mặc dù độ tuổi còn trẻ, nhưng họ vẫn rất rõ ràng về mọi thứ. Mắt nhìn người và nhìn việc của họ rất chuẩn xác. Kiểu người này rất giỏi chọn nghề, bạn đồng hành và ra quyết định trong cuộc sống. Ví dụ, tôi có biết một người bạn làm kinh doanh, anh ấy đặc biệt giỏi trong việc nhìn người. Anh ấy biết chính xác những ai đáng kết giao và những ai không. Điều này là do anh ấy có năng lực đánh giá tốt và đã gặp qua rất nhiều loại người. Trải nghiệm đó đủ để anh nhận thức được hình mẫu tính cách đại trà của con người. Từ đó, anh phán đoán được chuẩn xác tính cách của người mới gặp. Nhờ đó mà anh ấy rất giỏi trong chọn đối tác, khách hàng, khiến việc làm ăn luôn thuận lợi. Tiền kiếm được cũng nhiều hơn so với người bình thường. Ra đời lăn lộn, thiết nghĩ ai cũng nên có một ánh mắt nhìn người, nhìn việc sao cho chuẩn xác, nên hiểu rõ bản chất của con người và sự việc. Những người có ánh mắt nhạy bén thường rất tỉnh táo, tâm trí của họ luôn biết rõ con đường nào là con đường tốt, loại người nào là thị phi. Do đó mà cuộc sống của họ cũng sẽ có chất lượng cao hơn, ít dẫm chúng cạm bẫy hơn. Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt. Một trong những kỹ năng quan trọng nhất đối với người trưởng thành đó là khả năng giải quyết vấn đề. Bởi vì cho dù đó là công việc hay trong cuộc sống thường nhật, thì nó đều chứa đầy loại vấn đề khác nhau. Giải quyết được vấn đề ở nơi làm việc, bạn có thể kiếm được tiền. Giải quyết được các vấn đề trong cuộc sống, bạn sẽ gặt hái được một cuộc đời thoải mái và hạnh phúc. Do đó, đây là một khả năng cực kỳ quan trọng. Trong cuộc sống, có một số người rất tệ trong việc giải quyết các vấn đề, vì tâm lý họ thường không thể chịu đựng được bất kỳ trách nhiệm nặng nề nào. Vì thế, đa phần họ sẽ chỉ tạo ra thêm vấn đề, như vậy rất tai hại. Tôi có một người họ hàng xa, có lần bố mẹ cô ấy bị bệnh nên nhà chúng tôi đã đến thăm. Kết quả phát hiện, cô ấy cả ngày chỉ biết đứng chết chân tại một chỗ, cái gì cũng không biết làm, chỉ biết nói chuyện phiếm. Thậm chí đến cả việc chăm sóc người bệnh và xử lý các thủ tục cô ấy cũng không làm. Hỏi đến thì cô ấy lại nói rằng là do cô ấy không biết làm. Những người giỏi giải quyết vấn đề thường xử lý rất tốt những việc trong sự nghiệp và cuộc sống cá nhân của họ. Ngay cả những việc mà họ hoàn toàn không có kiến thức thì họ cũng sẽ chủ động tìm cách giải quyết. Thường thì họ sẽ học chúng. Họ là những người có trách nhiệm. Vì thế, làm bạn bè hoặc đồng nghiệp của những người này là một sự lựa chọn rất đúng đắn. Khi gặp phải người có một trong bốn hoặc là có cả bốn đặc điểm trên thì nhất định phải trọng dụng họ nhé. Nói tóm lại, một người quá thể hiện là không tốt. Người trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống mới hiểu được rằng
bản thân không nên quá nổi bật, ẩn mình trong đám đông mới là cách tốt nhất để tự bảo vệ chính mình. Người thông minh phải biết cách ẩn giấu sự nóng giận, khiêm tốn khi thể hiện tài trí, không khoe khoang tài phú và cơ hội làm giàu. Giỏi ẩn mình, bạn sẽ tránh được những việc bị người khác sinh lòng ghen ghét, thói đời bạc bẽo. Người khác không lo bạn sống tốt mà chỉ khó chịu khi bạn sống tốt hơn họ. Xã hội này là như vậy, cuộc sống đã quá khó khăn thì phải biết thu cái tâm của mình lại, nếu không thì phải gánh chịu những cay đắng mệt mỏi. Hơn nữa, thể hiện bản thân quá lộ liễu sẽ khiến người khác dễ dàng nhìn thấu và tìm thấy sơ hở. Đương nhiên, khi đã bị người khác nắm được điểm yếu thì cũng xem như là thất bại cầm chắc trong tay.